em này em có chồng chưa? Nhìn tưởng em tưởng là búi này là có chồng rồi chứ. Em búi đi múa thôi. Như em là có rồi đúng không? Có xiên này là có rồi đúng không? À em có, à em cũng có này đúng không? Đây. Bắt cổ lên giống nhau à? Chắc em còn đi học chứ? À, nhìn em tưởng 2007 đến 8 gì đấy. Em cũng 18 rồi. À, thế là bao nhiêu tuổi rồi? Thế anh tên đấy 19. Thật đấy, thế em tên là gì nhỉ? Ok, cho xin số Facebook điện thoại đâu. Lễ hội còn bắt đầu rồi mọi người ơi. Nào, tấn công lên nào. Nhập hội đây mọi người. Mời thêm em nào ra ngoài sân nào. Những hình ảnh này khi vào trong sân này quay khá là nguy hiểm luôn. Wow. Chút nữa mọi người, đây là cái cây cột mỡ nha mọi người nhé. Đây là cây cột mỡ, mọi người sẽ bôi mỡ vào cái cột này. Hiện tại là cột này chưa bôi đâu. À, có bôi rồi. Cổ vũ đi cả nhà ơi. Cổ vũ đi. Người đẹp nhất hội nhỉ. Hả? Thank you.
đâu nhỉ. Ui ui ui. Chưa phát đội à? Trèo con mỡ để nói là rất là vui, nhưng mà trò này cũng khá là nguy hiểm khi mà mọi người chơi mà không gọi là tuân thủ những luật chơi đấy, thì rất là nguy hiểm, sẽ đạp vào nhau. Hãy đừng sao thì hiện tại là kê ra làm sao cả. Tiền
Ui nhiều tiền thế. À được thật chưa? Đây là thanh niên khỏe nhất sao không sao đúng không? Lên đỉnh có xuống không? Lên đỉnh xuống. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đã xem một đoạn video clip của em về ngày hội Tết. Trong ngày hội Tết ngày hôm nay, quý vị và các bạn thấy những hình ảnh nào vui nhộn nhất, đẹp nhất thì hãy cho em một like và bình luận ở phía dưới.